Chào các bạn. Thì hôm nay mấy hôm nay là trời nóng á, thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái nước uống rất là ngon. Mình có thể làm vào buổi tối ha, mình làm buổi tối, mình chuẩn bị buổi tối rồi sáng đi làm mình lấy theo, mình đem đi lên công ty mình uống thôi. Thì đó chính là sữa chua Nha Đam. Thì sữa chua Nha Đam không phải là mình nấu sữa chua, nấu sữa chua là một cái khác nữa, nhưng mà hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn pha chế cái sữa chua Nha Đam mình uống. Thì nguyên liệu ở đây là mình có là sữa chua nè, sữa đặc ha, một ít chanh, hai cây Nha Đam, hai bẹ Nha Đam và một chút xíu muối. Thì bây giờ với hai cái bốn cái hộp sữa chua này, các bạn có thể pha khoảng 2 lít nước. Nếu mà mình uống loãng giống như các bạn uống Nha Đam đường vàng á, nó tự tự như vậy thôi, nhưng mà nó hơi đặc hơn. Còn nếu mà các bạn muốn uống đặc kiểu như da ua á, thì mình sẽ sử dụng là khoảng 1 lít thôi ha. Bốn cái hộp sữa chua này thì mình nấu nó khoảng 1 lít nước. Rồi bây giờ cái lưới cái lượng sữa đặc thì mình sẽ dùng cái muỗng canh này mình đong. Các bạn có thể dùng muỗng ăn cơm ở nhà cũng được, thì hai cái muỗng đó thì nó khoảng cỡ một cái muỗng này. Ok ha, thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ đi sơ chế cái nha đam này. Nha đam này thì bây giờ các bạn phải đi gọt vỏ và mình sẽ tiến hành là mình cắt hạt lựu ha, hạt lựu nó nhỏ thôi. Rồi cái phần nha đam này sau khi mà các bạn đã cắt ra hạt lựu rồi, rửa sạch rồi đúng không? Thì mình đựng trong một cái thau như thế này ha. Các bạn sau khi mà cắt hạt lựu xong rồi mình rửa lại khoảng đến 4 đến 5 lần nước lạnh cho nó hết, cho nó bớt nhớt, chứ nó không có hết nhớt được đâu. Cái nha đam này nó rất là nhiều nhớt. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là khoảng 2 thìa cà phê muối và khoảng 1 phần 3 trái chanh ha các bạn. Các bạn vắt nước cốt chanh các bạn cho vào. Rồi bây giờ mình sẽ trộn cái phần nha đam này lên. Thì cái bước này nó sẽ giúp cho nha đam của mình nó hết nhớt và cũng như là nó bớt đắng đi ha các bạn. Bước này khá là quan trọng nè. Nếu như mà các bạn không có dùng chanh và muối á, thì nha đam mình sẽ không có hết nhớt và nó rất là đắng ha, mình ăn không được đâu. Và mình cái công đoạn này mình bóp nó cũng khoảng 2 phút thôi các bạn là được rồi ha. Mình đừng có bóp lâu quá. Bóp lâu quá thì nha đam mình một là nó sẽ có thể nó bị chua, hai là nó bị cái vị mặn, ăn nó không có ngon. Bóp xong rồi á, là mình xả lại với lại khoảng 3 4 lần nước lạnh nữa là được rồi ha, là mình có thể đem đi ngâm đường. Thực ra các bạn không ngâm đường cũng được, không ngâm đường thì ăn nó cũng ngon, nhưng mà ngâm đường thì ăn cái miếng nha đam á nó có vị ngọt ngọt ha. Rồi sau khi cái nha đam mà mình bóp chanh muối và mình xả lại với nước lạnh rồi thì bây giờ nó đã hết nhớt ha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh đường. Đường ở cái bước này thì mình dùng là đường cát cũng được các bạn, không cần nhất thiết là mình phải sử dụng đường phèn ha. Mình sẽ trộn cái phần nha đam này lên, mình ướp nó khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình luộc cái thằng nha đam này ha các bạn. Trong thời gian luộc nha đam á, thì các bạn chuẩn bị một cái thau nước đá đi, để khi mà các bạn nha đam luộc xong á, mình vớt cho vào thau nước đá, cái tô nước đá thì nha đam mình nó sẽ trắng và nó giòn, ăn nó ngon hơn ha. Rồi nha đam sau khi mà luộc chín rồi thì các bạn chuẩn bị một cái tô nước đá nè, các bạn vớt nha đam á, cho vào. Đó thì như vậy là xếp cho nha đam của mình nó trắng và nó giòn, ăn nó ngon. À, sau khi mà luộc nha đam xong á, thì mình sẽ đến cái công đoạn là mình nấu sữa. Rồi tiếp theo á, thì các bạn nấu cái phần sữa đặc ha. Các bạn nấu sữa đặc khoảng 2 muỗng canh đầy này ha. Thì mình nấu cho nó hơi sôi sôi nhẹ thôi, thì mình không cần phải nấu xuống sôi bùng lên. Rồi các bạn cho vào đây là khoảng 1 phần 3 thìa cà phê muối nha. Có một chút xíu muối vào thì cái phần sữa chua mình uống sẽ ngon hơn. Rồi ha, sau khi cái sữa mà các bạn nấu cho nó hơi sôi sôi lăn tăn lên rồi á, thì bây giờ mình sẽ cho sữa chua vào. Rồi ha, sau khi mà các bạn nấu cái sữa chua này xong á, thì mình sẽ cho nó vào trong cái tô nha đam luôn ha. Rồi sau khi cho cái sữa chua vào trong cái tô nha đam rồi thì bây giờ mình có thể là múc vào ly nè, vào chai, mình cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh. Rồi sáng đi làm á, mình lấy theo mình uống. Thì cái nước uống sữa chua nha đam này nó rất là mát. Và những cái ngày nắng nóng đó, các bạn mình uống sữa chua nha đam nó đã khác lắm. Thì ok, nếu như mà các bạn muốn mà làm cái sữa chua nha đam nhanh á, thì làm theo cách của mình. Còn nếu mà các bạn có thời gian nhiều hơn á, thì mình có thể là tự làm sữa chua tại nhà ha. Làm sữa chua tại nhà thì các bạn phải ủ nữa, nó mất khá nhiều thời gian. Ủ nó khoảng 8 tiếng lận các bạn. Còn nếu không thì các bạn làm trực tiếp luôn như của mình á, thì mình làm khoảng chừng 20 phút, 15-20 phút thôi là mình đã có được vài chai sữa chua Nha Đam mình uống rồi. Ok ha, hy vọng là qua cái video này mình đã chia sẻ với các bạn một cái thức uống ngon, đó chính là sữa chua Nha Đam. Tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn có những ly sữa chua Nha Đam thật là ngon.